Phòng dịch COVID-19, quán bar, karaoke trong phố cổ Hà Nội đồng loạt đóng cửa. Trước diễn biến của COVID-19, Chủ tịch thành phố Hà Nội yêu cầu tạm dừng hoạt động của các quán bar, karaoke, điểm di tích lịch sử đến hết tháng 3. Các quán bar trên phố cổ đồng loạt đóng cửa, khiến nhiều du khách đặc biệt khách Tây bất ngờ. Ghi nhận trên các tuyến phố Tây như Tạ Hiện, Lương Ngọc Quyến, Mã Mây Hoàn Kiếm, Hà Nội tối 13 tháng 3, nhiều quán bar, pub treo biển đóng cửa từ rất sớm một số quán bar vẫn mở, nhưng sau khi được sự nhắc nhở của cơ quan chức năng thì đã nhanh chóng dọn bàn ghế, không tiếp tục bán hàng. Một chủ quán bar tại phố Tạ Hiện ký nhận, đã nhận được thông báo từ cơ quan chức năng và sẽ nghiêm chỉnh thực hiện để cùng phòng tránh sự lây lan của dịch bệnh. Quán lâu cổ treo biển dừng hoạt động từ ngày 13 tháng 3 đến 31 tháng 3. Khách bất ngờ trước những quán bar đóng cửa, thay vì cảnh chạy phục vụ chào mời khách như mọi ngày. Tối 13 tháng 3, nhân viên các quán đi dọn bàn ghế, chuẩn bị đóng cửa. Đến 22 giờ tối 13 tháng 3, phố tạ hiện vắng tanh. Bạn yêu quý, hãy để lại một dòng bình luận dưới đây, để chúng tôi biết ý kiến của bạn. Trân trọng cảm ơn quý vị, và các bạn, đã quan tâm theo dõi. Xin hãy cho một lượt thích chia sẻ, và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào, và hẹn gặp lại.